xin nhà đi công an rồi. Bắt được hai thằng đánh võng rồi kìa, hai thằng chơi ngươi kìa. Nó cho bạn nó sai lẻ rồi, mà nó còn giơ máy nó quay để thấy chút nào. Bọn nó quay như này là thì là thành lượng công an người ta xem cũng biết phải có công an sai ấy. Công an giao thông đuổi xe đánh người này. Con này béo thì bầu đi kìa con này. Con này là béo. Mình mong mà biết rồi. Anh đánh cháu rồi, anh đùa anh cháu rồi. Chứng cho. Chứng cho. Chứng cho. Chứng cho. Chứng cho.
người quá. Ba đứng dưới đường này à hay đi đường kia nhỉ? Thôi tí hỏi mấy thằng công an này vậy. Anh chưa chào nhá. Nhà sao còn mỗi xe máy của mình quay là chuẩn hết á. Mình quay từ lúc đổ thôi. Chính cốc gì á? Cái này nghe rồi. Có, anh là dân rồi nha. Không giữ này lấy chìa khóa phụ nó chạy mất này à? Em không vi phạm gì đâu. Em không vi phạm gì cả. Giờ sao để cho em lấy xe đi vậy? Alo, anh đang đâu rồi? Em đang ở trên này xem vụ này đuổi đấy. À, anh sẽ vào chùa chứ gì? Vâng vâng, anh vào đi, em quay lại luôn đấy. Chết con mạnh à, nó chạy thì các anh là đi cùng đoàn à? Không. À, em quay ở đây rồi.